thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy Việt Nam là quốc gia hiếm hoi gặt hái được kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng trong bối cảnh hoạt động đầu tư quốc tế trầm lắng cũng như sự cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng gay gắt. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn FDI trong quý 1 năm 2024 vào Việt Nam đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài đạt khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Các con số trên thể hiện đà tăng về thu hút sử dụng vốn FDI của Việt Nam. Nhiều đối tác, nhà đầu tư nước ngoài đánh giá sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và cho biết sẽ duy trì và tiếp tục gia tăng các khoản đầu tư trong tương lai. Việc cải thiện nâng cao sức cạnh tranh, sự thông thoáng của môi trường đầu tư, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính sẽ là giải pháp quan trọng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam.